Tới công chuyện luôn quý vị ơi, bảo tới nữa rồi. Rồi ướt hết rồi quý vị ơi. Tối nay không biết đi đâu đây. Trời ơi, mưa gì đâu mà mưa, không thấy đường chạy xe luôn quý vị. Ghê thiệt. Mà nè. Đó, quý vị thấy không? Chắc tối nay đi nhà quan quá quý vị. Trời này không dám đi ra ngoài rồi. Có vô nhà quan mới có chỗ che mưa. Và chiến sĩ cạnh dòng dưới gốc bộ đề này cũng như cái gì thần linh ở đây. Hôm nay Việt Nam chính chủ con đường xã xa xôi quay trở ở đây để cầu tài cầu lộc cứu nhân độ thế, cầu xin vong linh ông bà ở đây hiển linh ban phước ban lộc ban tài. Nam mô A Di Đà Phật. Chào cả nhà đang xem màn ảnh nhỏ của kênh Nhân Trần TV. Chúc cả nhà học ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Chúc mừng quý vị, đây là cái gốc bồ đề quý vị. Thì cái gốc bồ đề này thì ở đây thì quý vị biết cái sự linh thiêng lâu lắm rồi, nhận mới quay trở lại đây ha. Thì ở dưới cái gốc bồ đề này cách đây khoảng mấy năm về trước quý vị, có một cái người cung bạn đi ngang đây, bà mệt quý vị, do bà ngồi ở dưới gốc bồ đề rồi vong linh ông bà người ta báo mộng cho bà, thì bà có được cái lộc cái tài đó và bà coi được cái kênh của tôi, cho nên liên hệ với tôi chỉ tôi lại gốc này. Thì ngày đầu tiên tôi lại đây tôi xin được ngay cái đầu quý vị, và những ngày sau thấy không về cũng cái đuôi đó cũng liên tục. Hôm nay với lòng thành kính tôi quay trở lại cái gốc bồ đề này để xin vong linh ông bà cô bác ở đây linh thiêng tối đêm nay ban cho cái lòng cái tài. Ngày mai tất cả quý vị tham khảo trên kênh Nhân Trần TV, ngày mai miền Nam của mình chủ nhật có đài Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt. Thì ngày mai là ngày mùng 4 tháng 12 năm 2022 không quý vị. Số gì tâm linh thì anh chị em cứ tham khảo xem cho vui, rồi tìm mua những cái tài quẻ số mình cầu may. Thì do đây là cái ngã ba nó quý vị, gốc bồ đề nó nằm ngay cái ngã ba cho nên xe chạy qua lại bị ồn, thì quý vị cũng thông cảm đó. Cái gốc bự lắm quý vị, nhìn view này quý vị thấy gốc rồi rồi, cái gốc này mà cỡ 4-5 người ôm mới dám cái gốc quý vị, thấy cái gốc không đó. Thì gốc bồ đề thì quý vị biết không, thì thường thì có những vị thiền sư rồi những cái người mà kêu là tu hành đó quý vị, là người ta hay tu dưới gốc bồ đề đó, cũng vong linh quý vị. Nhiều khi ông bà người ta không có chỗ trú ngụ quý vị, thì người ta tìm đến những cái gốc bồ đề như thế này để người ta tu luyện quý vị. Hồi hỏi đó rồi, thì một lát tôi sẽ làm cái lễ ngay tại chỗ này thì đến đây thì ngay chỗ này thì không có thể nào mình đem cái bàn cơ ra quý vị, tại vì giữa đường đó nếu mà đem ra thì người dân người ta sẽ hiếu kỳ và người ta sẽ tụ tập lại, sẽ làm mất an ninh trật tự thì nó sẽ không tốt quý vị. Một lát sẽ lên phường ngồi đó. Do thì tài lộc hôm nay thì tại cái ngôi miếu bà chủ xứ Thánh Mẫu, thì quý vị cũng biết tôi xin được con 50 và có kêu quý vị lóc nhẹ lại ai xui thì mình đập con 05. Thì bà linh thiêng sắp về con 05 ngay cái hàng xỉu chủ quý vị đài Long An, về con 105 quý vị đó. Thì hôm qua thì tôi thấy có rất là nhiều anh chị xui thì tôi có nói là đập ngay con 05 đó. Do anh chị em nào bữa nay trúng 05 xả xui đó thì mua đồ cúng đi ha đó, chứ không thôi là trả lại hết đó. Còn về cái lộc của mộ bà hai quý vị đó, cái này mới ghê nè đó. Quý vị còn nhớ cái biển số xe nhân ghi cho lên trên giấy để đốt cho bà hai không đó, năm con số 9 quý vị. Trời ơi, bữa nay miền Nam của mình 99 ngạt luôn đó. Tôi xin được con 234 tại mộ bà hai, thì bà hai linh thiêng sắp về Bình Phước quý vị, mà về con 234 đó miền Nam đó, giúp dở con 234 Bình Phước. Mình chúc mừng cô bác ông bà mừng Bình Phước đi quý vị. Đáng lý phải trả lễ cho bà hai đó quý vị, nhưng mà bây giờ mưa quá, mưa hồi chiều bây giờ quý vị thấy mưa còn cây còn cối nhẹp cho quý vị thấy mình mấy nhân giữ nhẹp chân đó quý vị, chắc tối nay không có vô nghĩa địa được ha, tại vì mưa quá rồi, giờ vô trọng rất là nguy hiểm. Thì một lát tôi sẽ xong ở đây sẽ đến cái ngôi nhà quan ha, xin trên cái lọc ở trên đó phát ở trên kênh Tâm Linh TV quý vị đón theo dõi những cái bộ số tối hôm nay nhạc sinh nha. Đó, quý vị thấy ngã ba đó, quý vị thấy xe rất là ầm sùm ha. Rồi thì bây giờ không linh ta linh tinh nữa, nhân xin phép soạn đồ lên quý vị, đến gốc bồ đề thì gốc bồ đề này thì
cái thần linh thiêng thì quý vị biết rồi, ai tin tưởng cái gì thần linh ở trong gốc bồ đề cũng như vong linh ông bà chiến sĩ ở đây thì quý vị ngày mai tập trung tham khảo cái lọc dưới gốc bồ đề ha, hàng trăm năm nha quý vị, linh thiêng lắm đó. Cũng mong những cái tài cái lọc của nhân đi bỏ cái công cực khổ ra làm, anh chị nào thích thì mình xem, không thích lướt qua, hoàn toàn miễn phí tài lọc tâm linh, ai có lọc có tài nhân mừng cho quý vị. Còn bây giờ nhân xin thỉnh đồ lên làm cái lễ tất cả quý vị cùng nhau khẳng với nhau. Là bây giờ tỉnh đồ lên để đồ dưới gốc bồ đề nha, cái gốc cây lớn dữ lắm rồi, lớn quý vị, trăm mấy chục năm dưới cái gốc cây này, trời ơi thường mấy gốc cây cổ thụ như thế này linh lắm nha. Đó, tỉnh đồ lên quý vị ơi, ở chỗ này không có đem các bạn coi ra được, ở đây thì ông bà ở đây thì cho xăm đó quý vị, chính xác lắm nha. Tài lộc gia lô gia heo hôm nay nói chung thì cũng rực rỡ luôn. Miền Nam mình ăn được con 01, thấy không? Miền Bắc lụm con 301 về ngay cái thứ của tôi luôn. Nam Bắc rực rỡ trên gia lô bữa nay. Đó. Rồi, thì anh chị em nào số mà tôi làm hết cái tâm rồi. Ở đâu tôi cũng làm bằng cái tâm thôi, trong gia lô cũng vậy. Ha, tôi tặng miễn phí cho. Muốn tham khảo thì cứ các bạn vô gia lô của tôi. Đó. Tranh thủ đi khỏi chỗ này, tiền quý vị ở đây không có tiện ở lâu, này mở cho nước nha. Mưa quá mưa rồi, sợ vô nghĩa địa một lát quý vị sợ mưa không có đường đâu chạy. Tối nay đột nhập vô cái nhà quan nha. Thấy nhân cúng không? Đó, thấy chưa? Gì cho cây không quý vị thấy không? Tươi tươi nó quý vị thấy. Rồi chuẩn bị nhang đầy ơi. Trời ơi, cái gì đây vậy? Đây. Do anh chị em nào mới vào xem, ai chưa like, mỗi người cho nhân xem một like, ai chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh để những video của nhân đăng lên sẽ thông báo về máy cho quý vị, ai muốn xem thì xem, không xem mình lướt qua, hoàn toàn miễn phí. Chai nước để kỳ vậy ta. Rồi, quẹt rồi. Ây da, trời ơi, ai qua lại cũng nhìn hết quý vị ơi. Tôi sợ nhất là xin cái cung này nha. Tại vì cái cung này ngồi ngay cái ngã ba đường quý vị, thấy không? Rồi người ta đi qua lại ai cũng nhìn hết trơn á. Trời ơi, trai cái mặt như tôi mới ngồi ở đây chứ ai đâu dám lại đây xin. Do cái niềm vui của tôi, đó chính là được tất cả quý vị thương mến tôi ha. Ai thích xem kênh của tôi thì xem, không thích thì mình lướt qua quý vị, mình đừng nói lời cay đắng làm chi. Còn bây giờ một ngày đã khép lại rồi, nhân cũng mong tất cả quý vị một ngày mới ha, kênh của nhân sẽ đem đến quý vị cái tài cái lộc ha, ai cũng được vui. Giờ tất cả quý vị cùng nhau khẳng với nhau, con kính lại đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh chứ gì thần linh cái quạng tại đất này, cũng như vong linh của ông bà chiến sĩ trần vong trong gốc bồ đề này. Hôm nay thiện nam tín chủ con đường xã xa xôi có duyên trở lại gốc bồ đề này để xin lộc, xin tài, xin số, xin vong linh ông bà cô bác cũng như các vị thần linh dưới gốc bồ đề này cảm ứng chứng minh ban cho cái lộc cái tài, ban cho số. Vào ngày 4/12/2022 có đài công ty sổ số kiến thiết Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt miền Trung đêm có miền Bắc, nằm nén hương đã thắp, đèn đã sáng, dụ đã gót, kính thỉnh ông bà cô bác cũng như các vị thần linh ở đây thay mặt chúng sanh đến đây để xin lộc, xin tài, xin số, cảm ứng chứng minh cho con tối đêm nay xin được cái lộc, cầu được cái tài. Rồi trời ơi nó mệt quý vị ơi. Rồi một lần nữa xin chúc mừng anh chị em của bác ha, hôm nay có được cái lộc cái tài ở trên Zalo mình ăn được 01 năm bác ha.
mệt quá quý vị ơi, vừa làm xong cái lễ mệt dữ lắm, là mệt nha. Thôi mình để trong bà người ta nhận hương khói, lát đi mới vừa thắp nhang lên quý vị, thấy không? Một lát nhang sẽ vào lát cho quý vị tham khảo cái lọc ở trên thay xong. Đó, ở đây thì ông bà cô bác ý gốc bồ đề này cho xăm chính xác lắm nha. Đó, thường thì cho hay về đầu về đuôi lắm. Đó, cũng mong tối đêm nay với cái lòng thành kính nhân quay trở lại đây, ông bà cô bác ở dưới gốc bồ đề này cảm ứng chứng minh cho cái lòng cái tài được dỡ ngày mai đầu đuôi ha. Cái cây sứ đó quý vị mà bự như thế này là quý vị nghĩ lâu năm lắm rồi. Đó, trời chớp nhá này quý vị thấy, chắc hồi mưa luôn quá. Rồi, anh chị nào mới vào xem kênh, ai chưa like mỗi người nhận xin một like nha. Ai chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh. Rồi, cái bây giờ ha. Đó, mình để cho ông bà ta nhận hương khói nữa đi. Mình sẽ xin cho quý vị. Mộ bà Hai hôm qua con 99, cái biển số xe của bà Hai quý vị. Hồi ôi quá trời, 99 luôn, ghê thiệt. Thì bà cũng lên thiên giật về con 234 về Bình Phước quý vị. Đó, hôm qua nhưng có nói quý vị, bà giật về miền nào thì nhân trả lễ miền đó, giật về đài nào nhân trả lễ đài đó quý vị. Đó, bây giờ mưa quá mưa rồi, chắc ở trong nghĩa địa cái đường nó vô nó ngập rồi quý vị. Hiện giờ không có dám vô. Để bữa nữa nhân vô ha. Bây giờ thì nhân xin thỉnh năm nén hương xuống. Xin vong linh của ông bà đây, thằng linh ở đây, con thỉnh năm nén hương xuống, xin lắc cái thẻ xăm. Con chỗ nào ông bà bác con xin. Trời ơi, quá trời người ta nhìn là quý vị ơi. Trời ơi, ngừng xe đẳng cả chục chiếc luôn kìa. Trời ơi, đi dùm đi mấy bà, mấy ông ơi, có gì đâu nhìn, thiệt tình nhớ. Trời ơi, chết bà cầm cây lại, lẹ lên mới được. Trời ơi, hồi dí này thì cho chắc bỏ xe chạy luôn á. Thôi, tập trung vô quý vị ơi. Con kính lại cô bác ông bà chiến sĩ trận vong nơi đây, cũng như các vị thần linh trong gốc bồ đề này, cảm ứng chứng minh nay đến đây xin lộc xin tài, giúp đời giúp người, cầu xin ban cho cái lộc cái tài trên thể xăm này đúng ngày đúng giờ đúng tháng đúng năm. Con quê trở đây trả lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, có lộc quý vị ơi. Trời ơi, lộc gì đây? Trời ơi, cái lộc là con 60 nha quý vị. Rồi, ngày mai quý vị tập trung tham khảo dưới gốc bồ đề hàng trăm năm, xin số vong linh ông bà cô bác ngủ ở đất này ban cho cái lộc là con 60 quý vị và con 06. Quý vị ngày mai tham khảo cho Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt, miền Trung, đêm thì có miền Bắc. Rồi, anh chị ở đâu tham khảo ở đó, ngày mai ông bà sắp về con 0660, gực gỡ Nam Trung Bắc, con quay trở ở đây con trả lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, thì số thì quý vị cũng đã nhìn thấy rồi. Anh chị em nào cũng cầu may đó, tôi nói dùng cái từ cầu may thôi nha. Đó, tham khảo ba càng sự chủ thì quý vị dẹp cái thứ của nhân vào, nhân thứ ba quý vị lấy con 360, con 306, tham khảo lọc ở dưới gốc bồ đề nha. Đó, quý vị thấy cái gốc lớn dữ lắm, lớn quý vị. Đây, quý vị thấy không? Hết nó nổi cái gốc không? Trời ơi. Rồi, thì số thì nhân đã xin rồi quý vị ha. Nhân cũng mong cái tài cái lộc này, cái công cực khổ của nhân đi, mặc dù là trời mưa bão nhân cũng gắng đi để mang đến cho quý vị cái tài cái lộc mỗi ngày xem trên kênh Nhân Trần Tử Vi cũng như kênh Tâm Linh Tử Vi ha. Cái động lực của nhân đó chính là được tất cả quý vị thương mến nhân. Ai đang xem video, ai chưa like, mỗi người cho nhân xin một like. Ai chưa chia sẻ thì nhớ chia sẻ cái clip của nhân lên cho người thân bạn bè cùng xem. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, quý vị đem đi kênh của nhân ra xem dạy chỉ cho vui, rồi tìm mua những cái tờ vé số cầu may mắn mỗi ngày. Còn bây giờ chúc tất cả quý vị ngày mai ai cũng có lộc có tài. Xin chào và hẹn gặp lại.